Tài khoản của mình đã nhân 4 lần chỉ sau 1 tuần với công cụ tìm kèo của TimerSwap. Với công cụ này, mình đã mua Jasmine với giá 0,01 đô theo chỉ báo vào ngày 11 tháng 3. Sau 8 ngày, em này đã nhân 4 lần lên 0,04. Quá thơm! Sử dụng cực dễ, đầu tiên các bạn vào KyberSwap, sau đó vào Discovery. Bên dưới là danh sách những đồng coi trading theo đánh giá của đội ngũ Kyber. Có thể chọn xem những đồng coi hot nhất hôm nay hoặc trong một tuần vừa qua trở lại đây. Top 3 là những đồng coi hot nhất được tính theo volume giao dịch và phần trăm tăng giá nhé. Phía dưới cũng là những đồng coi tiềm năng nhưng không ấn tượng bằng, chưa tăng giá. Thường mình sẽ để ý time frame là 7 ngày và những đồng coi chưa tăng giá để có thể khả năng có lợi nhuận cao hơn. Để mình lấy ví dụ cho các bạn xem nhé. Đây là 10 đồng coi hot nhất trong một ngày qua. Mình sẽ lấy ví dụ bằng đồng Number Protocol nhé. Ở phần khối lượng giao dịch gần 6 triệu đô chỉ trong một ngày. Nhưng phần giá thì giá hầu như là không tăng. Number Protocol là đồng trong danh sách này mình đánh giá là có khả năng tăng trưởng, mình sẽ chọn đồng này. Đây là một công cụ cực hay và mới lạ, phù hợp cho những anh em nào đang không có thời gian theo sát thị trường nhưng lại không tin vào các kèo của các thầy lùa gà. Nhưng mà nên nhớ đây vẫn là một công cụ mang tính chất tham khảo nhé. Sau khi mà đã chọn được đồng coin mà mình thích, các bạn vẫn cần phải research kỹ trước khi mà đưa ra quyết định đầu tư nhé.